Giang Huy 93 xin chào quý khán giả đang xem YouTube. Chủ đề video hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cài âm lịch ra ngoài màn hình khóa iPhone. Đây nó hiện chữ âm lịch ra ngoài màn hình khóa iPhone như thế này luôn. Và cái cách cài rất là đơn giản. Khi mà anh chị cài xong thì anh chị sẽ thấy là ở đây nó có cái chữ âm lịch. Tuyệt vời. Em zoom nhỏ lại cho anh chị dễ hình dung. Nó sẽ có chữ âm lịch. Và ngoài ra anh chị còn có thể xem một cái lịch y như là cái lịch mà anh chị xem lịch tờ theo kiểu truyền thống nằm ngoài màn hình. Ở đây lại có thêm một cái âm lịch nữa. Và tất cả những cái cách xem âm lịch như thế này nó rất là dễ dàng. Anh chị làm cách sau đây là anh chị có thể cài được cái lịch trên iPhone của mình. Đầu tiên trên iPhone thì anh chị vào trong App Store. Anh chị bấm vào. Anh chị kiếm giúp em cái lịch vạn niên 2024. Anh chị bấm vào trong cái thanh tìm kiếm. Và muốn vào trong thanh tìm kiếm thì dưới cùng bên tay phải bấm vô cái kính lúp. Anh chị bấm vào lịch vạn niên 2024. Anh chị chọn vào. Lúc này anh chị kéo lên. Anh chị tìm cái mục lịch. Đây là cái mục lịch vạn niên 2024. Anh chị tìm tới cái mục người phát triển là Phùng Doanh. Ở đây là Phùng Doanh là người phát triển cái app này. Thì mỗi một cái app nó có một cái người phát triển khác nhau. Ví dụ như cái lịch ở trên đó là do Lịch Việt GSC phát triển. Còn ở dưới á là Phùng Doanh phát triển. Thì anh chị tải cái này về. Thực ra thì nó chỉ hỗ trợ cái widget ngoài màn hình khóa thôi. Nên anh chị có thể cài ra ngoài màn hình để xem cho nó thuận tiện, rất là đơn giản. Sau khi mà tải xong thì anh chị tiến hành bấm chữ mở. Lúc này nó hỏi là anh chị có cho phép lịch truy cập vị trí hay không. Thì anh chị bấm cho phép khi dùng ứng dụng. Và lịch tiếp tục hỏi anh chị có cho phép thông báo hay không. Thì anh chị bấm cho phép hoặc từ chối thì tùy anh chị. Bây giờ khi mà anh chị đã cài xong cái lịch như thế rồi thì anh chị thoát ra và anh chị tắt nguồn điện thoại mở lại. Cái cách tắt nguồn điện thoại thì anh chị biết rồi. Nếu anh chị nào muốn tắt nhanh nhất thì anh chị chỉ cần bấm vào nút Home, chọn vào thiết bị, bấm vào chữ thêm, bấm vào khởi động lại và khởi động lại. Sau đó điện thoại sẽ tắt và tự mở lên. Anh chị chỉ việc chờ trong giây phút mà thôi. Và sau khi điện thoại mở nguồn xong thì anh chị mở điện thoại ra. Ở trên cùng bên tay trái anh chị vuốt xuống. Lúc này anh chị nhấn giữ vào màn hình khóa. Anh chị giữ vào khoảng trống. Và anh chị chọn, ví dụ như anh chị chọn qua một cái hình nền mới. Hoặc là anh chị có thể chọn trên cái màn hình mặc định như thế này luôn. Anh chị chọn một cái hình nền nào cũng được. Và sau khi anh chị chọn một cái hình nền ưng ý xong thì anh chị bấm vào trong cái chữ tùy chỉnh ở dưới cùng. Ở đây anh chị bấm vào trong cái tab màn hình khóa ở bên tay trái. Ở đây nếu như mà nó không có cái hình gì hết, ví dụ nó không có cái hình gì hết, thì nó sẽ có cái chữ thêm tiện ích. Anh chị bấm vào đây và anh chị kéo xuống cuối cùng xem có cái chữ lịch âm hay không. Ở đây nó có cái chữ lịch âm dưới cái chữ lịch của hệ thống. Anh chị chọn vào. Và ở đây nó có rất là nhiều kiểu hiển thị. 3 kiểu. Đây là kiểu nhỏ. Nó chỉ hiển thị mỗi cái âm lịch thôi. Ở đây là nó hiện cả dương lịch và cả âm lịch. Và ở đây thì nó hiện theo cái kiểu lịch ngày. Ví dụ như em xóa cái này đi và em mang cái này lên, thì khi em bấm vào cái dấu X để đóng xuống và bấm chữ xong, và anh chị bấm vào khoảng trống. Lúc này thì anh chị sẽ thấy được
cái âm lịch bên tay trái và cái âm lịch bên tay phải. Còn nếu như anh chị nào mà không thích cái lịch này, anh chị chỉ muốn hiển thị cái lịch này thôi, thì anh chị có thể nhấn giữ, bấm vào tùy chỉnh, bấm vào màn hình khóa, anh chị chọn vào cái tab cần xóa, nó hiện dấu ít thì anh chị tích vào, anh chị xóa. Vậy là xong. Và sau khi anh chị cài xong á, thì anh chị bấm xong ở trên này. Một điều đặc biệt trên cái đồng hồ và trên cái màn hình khóa của anh chị á, lúc nào nó cũng có cái lịch dương sẵn ở trên đầu, ở trên cùng luôn. Còn nếu như mà anh chị muốn thoát cái lịch này, mà anh chị chỉ cần một cái lịch âm lịch duy nhất này mà thôi, thì anh chị có thể cài ra như thế này. Anh chị có thể cài ra như vậy. Nghĩa là ở đây nó có cái chữ âm lịch, lúc nào nó cũng có cái chữ âm lịch và mỗi cái âm lịch thôi. Còn nếu như anh chị muốn xem dương lịch thì anh chị bấm lên trên. Và cái cách này á, thì nhìn về nó không đẹp. Chỉ có cách á, là anh chị cài như thế này thì mới đẹp. Anh chị cài cái âm lịch ra, ở trên có lịch dương và ở dưới có âm lịch thì nó mới đẹp được. Sau đó thì anh chị bấm xong và bấm vào khoảng trống. Và một điều anh chị lưu ý, ở trên cùng vuốt xuống bên phía tay trái, anh chị nhấn giữ vào khoảng trống. Ở đây nó sẽ ra rất là nhiều những cái hình nền. Nếu như anh chị nào mà không thích những cái hình nền này, anh chị muốn xóa bớt, anh chị chỉ cần vuốt lên, bấm vào cái thùng rác và xóa, là nó sẽ xóa bớt một cách rất là nhanh chóng. Kéo lên, bấm xóa và xóa. Thế là xong. Bây giờ thì em sẽ cho anh chị xem cái lịch âm như thế này. Chẳng hạn như ở đây là nó có một cái lịch âm, em cài vài cái màn hình luôn. Và bên đây cài một cái lịch âm. Có một điều như thế này mà anh chị sử dụng iPhone, anh chị nhất định phải biết. Khi mà anh chị nhấn giữ để thay đổi hình nền ngoài màn hình khóa đó, thì cái lúc mà anh chị bấm chọn vào như thế này, anh chị chọn vào cái chữ tùy chỉnh, anh chị chọn vào màn hình khóa một lần, anh chị kéo qua, anh chị sẽ thấy nó thay đổi màu sắc. Anh chị thấy nè. Và anh chị sẽ thấy là nó thay đổi màu sắc như thế nào phù hợp với anh chị, thì anh chị bấm chữ xong. Ở đây ví dụ như em bấm qua bên cái tab hình nền này và em bấm vào tùy chỉnh, lúc này em bấm vào màn hình khóa và em kéo qua, anh chị sẽ thấy là nó thay đổi cái màu nền trên hình nền luôn. Sau đó bấm xong. Kể từ bây giờ anh chị bấm vào là nó đã có cái màu nền khác. Cái cách này nó rất là thuận lợi cho anh chị xài iPhone mà muốn thay đổi màu nền trên màn hình. Còn bây giờ thì quay trở lại cái chủ đề chính là cài âm lịch. Bây giờ anh chị muốn mang âm lịch ra ngoài màn hình chính như thế này. Ví dụ như anh chị có màn hình chính, anh chị muốn mang âm lịch ra cho dễ nhìn. Ví dụ như bây giờ em xóa một cái tab này cho nó gọn gàng. Sau đó em sẽ hướng dẫn anh chị như sau. Anh chị nhấn giữ vào khoảng trống của màn hình. Ở trên cùng anh chị bấm vào dấu cộng. Và anh chị kéo xuống, anh chị bấm vào cái chữ lịch Việt. Em xin lỗi là lịch âm. Cái ứng dụng này, cái tab của nó tên là lịch âm. Anh chị chọn vào lịch âm. Ở đây á, thì anh chị kéo qua, nó có rất là nhiều widget. Là anh chị có thể chọn một cái widget nào mà anh chị yêu thích. Rất là nhiều luôn. Anh chị cứ vuốt qua. Khi mà anh chị thấy một cái lịch nào anh chị ưng thì anh chị bấm vào thêm tiện ích. Sau đó anh chị bấm xong. Còn nếu như mà anh chị muốn nó có vài cái tiện ích ở trên màn hình để anh chị xem cho nó tiện lợi, thì trong cái lịch âm này anh chị nên chọn những cái bảng to. Cái bảng to như thế này. Anh chị bấm vào đây. Và anh chị vuốt qua đây và anh chị bấm vào đây, vào cái chữ thêm tiện ích. Sau đó anh chị bấm xong. Mặc định thì anh chị muốn xài chuyên sâu cái app này thì anh chị có thể bấm vào bất kỳ trong cái phần trên phần dưới cái phím tắt này cũng được. Lúc này nó sẽ mở lịch âm ra cho anh chị. Ở đây nó sẽ báo là vị trí, nhiệt độ và đặc biệt là rất là nhiều cái hay ở trong này. Nó có thể xem ngày tốt ngày xấu luôn.
Ở trong cái mục lịch này á, anh chị nhìn xuống cái tab cuối cùng ở bên dưới, nó có lịch ngày, lịch tháng, sự kiện, văn hóa Việt và mở rộng. Thì anh chị thấy trong cái chữ văn hóa Việt này nè, nó có lời chúc ngày Tết, phong tục Tết, ý nghĩa ngày lễ, ca dao tục ngữ, vân vân, có cả văn khấn nữa. Bây giờ anh chị bấm qua cái phần mở rộng ở dưới cùng bên tay phải, anh chị sẽ có thể là xem được tử vi trọn đời, tử vi đổi ngày. Đổi ngày thì anh chị chỉ cần nhập bất kỳ một cái ngày nào đó, ví dụ như nhập ngày dương thì nó sẽ ra ngày âm, hoặc là anh chị nhập vào cái ngày mà năm sinh của ông bà ta ngày xưa là nó ra cái ngày ở bên dưới tương ứng luôn, rất là tiện lợi. Rồi có cả la bàn phong thủy, rồi xem sao giải hạn vân vân, tất cả nó đều có trong đây. Nếu mà anh chị nào thích thì anh chị có thể tham khảo thử. Nó có thể xem cho anh chị xem ngày tốt, khai trương, ký hợp đồng, vân vân, mua nhà, khởi công, quá xá luôn. Và đây là một trong những cái app rất là hữu ích cho anh chị nào có nhu cầu sử dụng. Thì mình có thể xem để mình tham khảo, chứ không có mang cái tính chất là hoàn toàn là mình phải tin 100%. Nhưng mà anh chị muốn xem, tham khảo thì anh chị có thể tham khảo cái ứng dụng này, cũng tương đối hay. Và trong quá trình xem thì anh chị có thể thấy nó quảng cáo để nó lấy phí duy trì, thì mong là anh chị thông cảm và ủng hộ nó hiện quảng cáo lên một xíu. Video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả quý khách một ngày thật tốt lành.